Okay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Chúng ta sang phần ứng dụng trong hóa học. Ứng dụng đơn giản nhất của hệ phương trình bậc nhất trong môn hóa học đó là để cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Các hệ phương trình trong trường hợp này thường có vô số nghiệm và người ta thường chọn nghiệm nguyên dương nhỏ nhất. Đầu tiên, ta xét phản ứng giữa khí hydrogen tác dụng với oxygen ở nhiệt độ cao để tạo thành nước. Ví dụ số 2 này, cân bằng phương trình hóa học. Ở đây chúng ta có hydro cộng oxy ở cái nhiệt độ nào đó thì chúng ta sẽ thu được là nước. Đó. Ở đây chúng ta đã có lời giải, ta cùng xem lời giải này nhé. Bây giờ giả sử XYZ là ba số nguyên dương này, thỏa mãn cân bằng phản ứng H2 này cộng IO2 đúng không? Thì sẽ tạo ra ZH2O chẳng hạn. Vì số nguyên tử hydrogen và oxygen ở hai vế phải bằng nhau nên ta có hệ. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng oxy ở đây thì chúng ta sẽ có là phải bằng tương ứng với cái lượng oxygen ở bên phía bên này. Cho nên chúng ta sẽ có là 2Y thì sẽ phải bằng Z. Đó. Bên này thì chúng ta sẽ có 2X thì sẽ bằng 2Z. Về mặt toán học thì hệ này có vô số nghiệm. Bởi vì chúng ta thấy là với cái hệ này thì chúng ta suy ra X bằng Z bằng 2Y. Tuy nhiên thì người ta chọn bộ nghiệm nguyên dương nhỏ nhất. Cụ thể là chúng ta sẽ chọn Y bằng 1 thì ta sẽ được là X bằng Z và bằng 2. Từ đó ta được phương trình cân bằng đó là 2 lần OH2 cộng với O2 thì sẽ tạo ra 2H2O. Thì ở đây các em thấy rằng trong cái phản ứng hóa học này á, thì để cân bằng các cái phương trình hóa học này thì người ta sẽ cân bằng về mặt hóa trị đúng không? Đó là giữa cái nguyên tố hydro và oxy. Thì khi chúng ta cân bằng như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái công thức toán học của chúng ta đây. Đúng không? Và đây đến đây thì chúng ta mới sử dụng đến kiến thức toán học, có nghĩa là chúng ta sử dụng các cái tính chất hóa học đúng không? Thì chúng ta sẽ đưa được về một cái hệ phương trình và đây chính là cái hệ phương trình gồm có ba ẩn đó là x, y và z. Thì nhiệm vụ của chúng ta là giải cái hệ phương trình này. Thì tuy nhiên thì với cái hệ phương trình này thì hệ đặc biệt là có ba ẩn nhưng mà chúng ta chỉ có hai phương trình thôi. Và chúng ta thấy rằng cái hệ này thì nó nếu mà về mặt toán học thì nó sẽ là hệ có vô số nghiệm. Và tuy nhiên dựa vào cái điều kiện của x, y, z tức là điều kiện của ẩn đó, nó phải là các số nguyên dương. Đồng thời khi mà chúng ta thực hiện cân bằng phương trình hóa học thì thông thường người ta sẽ phải lấy x, y, z phải là những cái số nguyên dương nhưng mà nhỏ nhất ở đây. Đó, như vậy ở đây chúng ta phải sử dụng thêm các cái tính chất hóa học vào thì chúng ta mới thu được ẩn tương ứng. Ta xét một phản ứng nữa rất quan trọng trong hóa sinh là phản ứng quang hợp, tức là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật tạo ra hợp chất hữu cơ glucose làm nguồn thức ăn cho hầu hết sinh vật trên trái đất. Ví dụ B này, để chúng ta tìm hiểu thêm về cái phản ứng này nhé, đó là phản ứng trong hóa sinh. Ví dụ B, cân bằng phương trình phản ứng quang hợp dưới điều kiện ánh sáng và chất diệp lục. Ở đây chúng ta có khí là khí carbonic cộng với nước thì sẽ phải tạo thành một cái chất ở đây chính là C6H12O6 cộng với oxy. Đó, thì lời giải cho cái bài này như sau. Là nhiệm vụ của chúng ta là đi cân bằng cái phương trình này, đúng không? Rồi, thế thì cân bằng thì ở đây người ta vẫn dùng cái phương pháp là chúng ta sẽ cân bằng theo cái phương pháp cân bằng hóa trị đấy, đúng không? Đây ta giả sử rằng XYZT là bốn số nguyên dương thỏa mãn cân bằng của phản ứng. Thì khi đó chúng ta sẽ có XCO2 này cộng Y2O này thì sẽ tạo ra ZC6H12O6 này cộng với TO2. Đó, thì chúng ta có một cái câu giải thích ở đây, đây chính là cái tính chất hóa học em nhé. Vì số nguyên tử carbon này, hydrogen và oxygen ở hai vế phải bằng nhau, cho nên ta có hệ ở đây rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có này, ví dụ như đối với carbon đúng không? Carbon thì ở bên này chúng ta sẽ có là x carbon nhé. Đó, thì còn bên vế bên phải này thì chúng ta sẽ có là carbon là 6Z thì số nguyên tử của chúng nó phải bằng nhau. Đó, tương tự như thế với hydro, hydro thì đây chúng ta có là 2Y đúng không? Bên vế trái. Còn bên này chúng ta có 16Z này. 16Z. Thế về oxy, oxy thì chúng ta có ở chỗ này là XO2, như vậy chúng ta có 2X này, rồi thì cộng với này, chỗ này là O, IO đúng không? Thì là cộng với Y, thì sẽ phải bằng tương ứng ở đây sẽ là 6Z, oxy ở đây là O6 mà, 6Z và cộng với lại 2T, như vậy chúng ta được cái phương trình thứ ba. Hệ này là có tới gì ạ? 4 lần đúng không? Và hệ phương trình nhưng mà có tới tận 4 lần, bậc nhất đây, 4 lần là X, Y, Z, T. Đó. Thế ở đây thì người ta muốn đưa về cái hệ mà chúng ta đã được học á, thì người ta đã dùng phương pháp đó là chia cả hai vế cho t đúng không? Thì chúng ta sẽ được là x trên t đó. Thì các em chú ý là chúng ta chia cho t được là bởi vì ở đây chúng ta có x, y, z, t là các số nguyên dương thì hiển nhiên là nó đã khác không rồi, vì vậy khi chúng ta chia cho t là hoàn toàn có thể chia được cho một số khác không. Như vậy x chia t thì bằng 6z chia t đó. Để mục đích là chúng ta đưa ra một cái cặp bộ ẩn mới đó là x, y, z đúng không? Chúng ta sẽ đặt x là x trên t này, y thì bằng y trên t và z bằng z trên t để chúng ta đưa cái hệ này của chúng ta về hệ phương trình bậc nhất và có ba ẩn thôi. Đó là cái hệ mà chúng ta đã biết cách giải. Đúng không? Nên từ đây chúng ta cũng có thể tìm ra x, y, z. Như vậy sau khi chúng ta đưa về hệ phương trình bậc nhất ba ẩn thì các em sử dụng máy tính thì chúng ta sẽ tìm được x, y và z. Đó thì từ đây chúng ta sẽ suy ra x, y,
T Z nhỏ. Đó. Thế thì do đặc điểm là như chúng ta nói là X, Y, Z, T phải là chọn cái số nguyên dương nhỏ nhất, cho nên ở đây người ta chọn T, Z bằng 1. Chọn Z bằng 1 thì chúng ta sẽ được là X bằng Y bằng T và bằng 6. Thì từ đó ta được cái phương trình cân bằng ở đây. Đó. Thì đấy là cái ứng dụng thứ hai, gọi là ứng dụng trong hóa sinh. Ứng dụng thứ ba đó là ứng dụng trong vật lý. Nhiều bài toán tính điện trở, cường độ dòng điện trong điện học, tính vận tốc, gia tốc trong cơ học thì cũng dẫn đến trải hệ phương trình bậc nhất. Ví dụ này, bài toán tính cường độ dòng điện cho đoạn mạch như hình 1.1, biết R1 thì bằng 12 ôm, R2 thì bằng 36 ôm và R3 thì bằng 45 ôm, và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U bằng 60 V. Còn gọi chỗ này là I1 là cường độ dòng điện của mạch chính, I2, I3 sẽ là cường độ dòng điện của mạch lẻ. Thì chúng ta đi tính I1, I2 và I3. Thì đây chính là cái hình ảnh cho cái đoạn mạch, và bây giờ chúng ta phải dựa vào cái đoạn mạch này để chúng ta xác định. Như vậy ở với cái đề bài như thế này, ở cái ví dụ số 4 thì các em thấy rằng bài toán người ta cho chúng ta cái đoạn mạch của hình 1.1 này thì nó xuất hiện cái đoạn mạch song song. Đây chính là cái đoạn mạch song song này. Vậy thì để làm được cái ví dụ 4 thì chúng ta cần phải nhớ một số các cái định lý đúng không? Và các cái tính chất vật lý ở đây. Vậy thì đầu tiên là chúng ta phải nhớ được rằng là trong cái bài toán này thì R của chúng ta là điện trở này. Đúng không? U chính là hiệu điện thế và I chính là cường độ dòng điện. Vậy thì dựa vào cái định luật ôm thì chúng ta đã có một cái công thức liên quan tới ba cái đại lượng này. Đó là chúng ta có theo định luật ôm thì cường độ dòng điện nó sẽ tỷ lệ thuận với hiệu điện thế và tỷ lệ nghịch với điện trở R. Tức là ta sẽ có I bằng U trên R. Vậy từ đây chúng ta có thể viết lại thành U thì sẽ phải bằng I nhân với R. Đó. Thì đây chính là cái định luật ôm mà chúng ta đã biết, đúng không? Thể hiện cái mối liên hệ giữa ba cái đại lượng là I, U và R. Đó. Thế thì các em nhớ lại một cái tính chất nữa của vật lý, đó là gì? Đối với cái cường độ dòng điện này, I1 này, thì tại I1 này thì nếu như nó di chuyển đến đây thì bắt đầu là nó phân thành hai nhánh. Đó là nhánh thứ nhất và nhánh thứ hai. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có tính chất đó là trong trường hợp mà chúng ta xuất hiện mạch điện song song á, thì cường độ dòng điện ở cái mạch chính này này, đây là mạch chính này, nó sẽ bằng tổng cường độ dòng điện của hai mạch nhánh, đó, của các mạch nhánh song song. Có nghĩa là lúc này các em sẽ có được là I1, đúng không? Sẽ phải bằng là I2 cộng với I3. Đó. Nếu như cái I này là cái cường độ dòng điện ở cái mạch điện chính mà phân thành hai cái nhánh song song thì cường độ dòng điện ở mạch chính nó bằng tổng các cái cường độ dòng điện ở mạch nhánh. Đó thì chúng ta có được cái công thức này nhá. Tiếp theo chúng ta lại còn có một cái công thức nữa, đó là liên quan đến hiệu điện thế. Đúng không? Trong trường hợp mà chúng ta có mạch nhánh song song như thế này thì hiệu điện thế ở trên hai mạch nhánh song song sẽ phải bằng nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ có U2 thì phải bằng với U3. Đó, U2 thì bằng U3. Tiếp theo đến hiệu điện thế thì các em lưu ý là ở chỗ này chúng ta thấy rằng là cái hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì cái hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch này thì các em quan sát là chúng ta xuất hiện trong đoạn mạch này, chúng ta xuất hiện cả đoạn mạch là nối tiếp và đoạn mạch song song. Đây, đoạn mạch nối tiếp này. Đó, nối tiếp đến đây, đúng không? Và đoạn mạch song song là đây đoạn mạch này. Thì đối với đoạn mạch nối tiếp thì các em chú ý là cái hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch á, nó sẽ bằng tổng hiệu điện thế của các cái đoạn mạch ở trên mỗi cái đoạn mạch nối tiếp nhé. Tức là lúc này chúng ta sẽ có là U thì sẽ phải bằng U1 cộng với U2. Đó, thì đây là những cái kiến thức vật lý nó ở trong cái chương trình vật lý lớp 9 mà bạn nào quên thì chúng ta phải ôn lại. Thế từ đây chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình này đây. Đó, vì I1 thì bằng I2 cộng I3. Như vậy chúng ta chuyển về thì chúng ta được cái phương trình thứ nhất là I1 trừ I2 trừ I3 bằng 0. Đó. Tiếp theo U2 bằng U3, mà U ở đây thì bằng I nhân R. Vậy chúng ta sẽ có được U2 thì bằng U3. Vì vậy chúng ta sẽ có là từ đây chúng ta sẽ có U2 trừ U3 bằng 0. Đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ suy ra U2 trừ đi U3 bằng 0. Đó, trong khi U2 thì sẽ phải bằng I2 nhân R2. Đó, trừ đi đây. I3 nhân R3 thì phải bằng 0. Nào, R1 I1 cộng R2 I2 thì sẽ phải bằng U. Đó, vậy các em có thể có được cái hệ phương trình này. Thế từ hệ phương trình này thì chúng ta thấy rằng R1, R2 đề bài cho rồi. R1 là 25 này, R2 là 36, đúng không? R3 là 45, chúng ta thế nó vào. Đó, thế còn U người ta cũng cho rồi bằng 60. Như vậy từ đây các em có được một cái hệ phương trình. Thì cái hệ phương trình này là hệ phương trình bậc nhất gồm 3 ẩn là I1, I2 và I3. Thì với cái hệ này chúng ta sẽ dùng máy tính cầm tay, chúng ta bấm máy thì các em sẽ suy ra được I1, I2, I3. Đây chính là kết quả. Đúng không? Do đó thì để làm được cái bài này thì bạn nào quên nhé thì chúng ta sẽ ôn lại cho cô cái kiến thức vật lý của lớp 9 và chúng ta sẽ ôn kỹ lại cái định luật ôm là một. Thứ hai là chúng ta ôn lại cái phần là mạch điện mà song song, đúng không? Đó, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ nắm được các cái công thức liên quan đến vật lý. Thì từ đây chúng ta mới có thể giải quyết được cái bài toán này. Như vậy thực ra thì bài toán này nó thiên về vật lý thôi, đúng không ạ? Và trong cái quá trình chúng ta giải vật lý thì chúng ta sử dụng đến kiến thức toán học. Đó, thì đây chính là cái ứng dụng của toán học vào trong bộ môn vật lý. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần luyện tập số 1, đó là cân bằng phương trình phản ứng hóa học đốt cháy octane trong oxygen.
Thế vậy ở đây thì chúng ta có một cái phương trình cân bằng vận hóa học này. Thì cách làm chúng ta sẽ làm giống như hai cái bài vừa rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho cái phần luyện tập số 1, luyện tập 1 này. Như vậy ở đây thì các em chú ý là chúng ta sẽ bám vào cái phương trình này, đúng không ạ? Và ở trong phương trình này thì để cân bằng phương trình thì nếu mà chúng ta sử dụng cái cách làm của đưa về hệ phương trình mà bậc nhất ba ẩn á, thì chúng ta sẽ phải dùng bằng cái phương pháp gọi là cân bằng hóa trị trong bộ môn hóa học á. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại cái cách trình bày này. Ở đây chúng ta để ý là để cân bằng thì chúng ta sẽ chia làm các ý như sau. Ý thứ nhất là các em sẽ cần phải gọi được các cái giá trị x, y, z để chúng ta điền tương tự này, điền vào cái phương trình phản ứng hóa học nhé. Sau đó thì từ cái phương trình phản ứng hóa học đấy thì các em sẽ phải sử dụng cái tính chất hóa học ở đây, đó là các cái số nguyên tử ở hai vế nó phải bằng nhau, hai vế này nó phải bằng nhau, đây là cái điều kiện để chúng ta dùng. Thì từ đây các em sẽ đưa ra một cái hệ phương trình và nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ đi giải cái hệ phương trình này. Tuy nhiên thì cái hệ phương trình này các em chú ý khi chúng ta giải là chúng ta sẽ gặp một cái hệ phương trình ấy, mà chúng ta sẽ phải lựa chọn cái nghiệm làm sao ấy, cái nghiệm mà chúng ta chọn ấy, thì nó phải là bộ nghiệm là nguyên dương nhỏ nhất, thì từ đây chúng ta sẽ cân bằng xong phương trình, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chia làm ba cái ý để phải giải cái bài toán này. Tôi nhắc lại này, ý thứ nhất là chúng ta sẽ phải gọi cái bộ số ra. Đấy, cái bộ số này chúng ta sẽ điền vào đằng trước các cái chất như này, nó để chúng ta sử dụng cái tính chất về cân bằng với số nguyên tử. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có này. Ý thứ nhất gọi này x, y, z. Ở đây chúng ta xem có mấy chất này. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 nhá. Như vậy chúng ta có C8H12, O2, CO2 và H2O. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải gọi là x, y, z, t, đúng không? X, y, z, t. Đó. X, y, z, t là cái gì? Là ba bốn số nguyên dương. Các em chú ý nhé. Đấy, thỏa mãn cân bằng phản ứng. Lúc nào chúng ta có câu này là này, bốn số nguyên dương thỏa mãn cân bằng phản ứng. Rồi, như vậy chúng ta sẽ viết lại cái phương trình hóa học này. Dạ, viết lại cái phương trình phản ứng hóa học này nhé, và chúng ta sẽ điền lần lượt x, y, z vào đằng trước các cái chất ở đây. Như vậy chúng ta sẽ có này. XC8H18 cộng với IO2 thì chúng ta sẽ thu được là ZCO2 cộng với TH2O. Đó. Như vậy cái ý thứ hai mà chúng ta cần phải lập luận được đó là gì? Khi chúng ta nói tới cái phương trình phản ứng hóa học này thì các cái thành phần ở đây chúng ta có gồm có carbon, hydro và oxy. Như vậy thì chúng ta sẽ lặp lại cái câu này, đó là gì? Số nguyên tử carbon này, hydrogen này, oxygen ở hai vế phải bằng nhau nên ta có hệ phương trình. Đúng không? Đó. Số nguyên tử này, carbon, hydrogen, oxygen ở đi hai vế phải bằng nhau nên ta có hệ phương trình. Cô viết tắt chữ hệ phương trình này. Rồi bây giờ chúng ta đưa ra hệ phương trình nhé. Thì bây giờ các em sẽ nhìn này, đây là carbon này. Đó thì ở cái vế bên trái này thì chúng ta sẽ có là 8x carbon. Vậy các em sẽ có 8x bằng. Vế bên phải này chúng ta sẽ có là carbon này và ta có z carbon, đúng không? Như vậy chúng ta có 8x phải bằng z. Tiếp theo bây giờ đến hydro. Đó, hydrogen thì chúng ta có là ở đây chúng ta có là 18x hydrogen. Đó, còn bên này chúng ta có 2t hydrogen. Vì vậy các em sẽ có phương trình đó là 18x thì phải bằng 2t. Tiếp theo này đến oxygen thì chúng ta sẽ có là 2y. Thì chỗ này nó phải bằng là 2z cộng với t, đúng không? 2y này bằng 2z cộng t. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái hệ chúng ta thu được đó, nó gồm bốn ẩn là x, y, z, t. Đó thì cách làm của chúng ta thì tương tự như cái phần ví dụ mẫu, chúng ta sẽ phải chia cả hai vế cho gì? Cho t, đúng không? Với điều kiện là số nguyên dương thì chúng ta chia thoải mái ấy. Vậy chúng ta sẽ tương đương với này. Lúc này ta sẽ được là 8 nhân với x chia t thì sẽ phải bằng z chia t. Tiếp theo này, 18 nhân với x chia t thì sẽ bằng 2t chia t thì bằng 2 luôn, đúng không? Tiếp theo chúng ta 2 này. 2 nhân với y chia t bằng 2 lần z chia t và cộng với 1. Đó. Như vậy chúng ta có được cái hệ rồi. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải đặt cái x trên t này là x lớn để chúng ta đưa cái hệ của chúng ta đấy về là ba ẩn thôi. Thì chúng ta đang có tận bốn ẩn. Rồi bây giờ chúng ta đặt này. X sẽ bằng là x chia t. Y thì sẽ bằng là y chia t và z thì sẽ bằng z chia t nhá. Z ở đây là z lớn. Đó, để tránh cái việc bị nhầm thì cái chỗ này cô viết to lên và chúng ta không gạch nữa. Còn z nhỏ thì chúng ta sẽ gạch ngang nhá. Khi đó hệ phương trình này sẽ tương đương với, như vậy ta có 8x thì sẽ phải bằng z đó, rồi 18x thì sẽ bằng 2 và tiếp theo chúng ta sẽ có 2y thì bằng 2z
không? Cộng với 1. Đó. Vậy thì từ cái hệ này là chúng ta đã thu được là hệ gì? Phương trình bậc nhất ba ẩn, nhưng mà ba ẩn ở đây là x, y, z. Đó, vậy từ đây chúng ta sẽ đưa về cái dạng chuẩn này. Các em viết là 8x này. Đấy, y ở đây không có nhé. Còn cái z này chúng ta sẽ chuyển vế sang đây thì trừ z đây này. Đó, thì các em bạn nào mới thì chúng ta viết thêm không y vào đây. Tức là không có y thì là không y này. Đó, trừ đi z bằng 0. Để lát mình bấm máy khỏi nhầm này. 18x, 18x này thì sẽ phải bằng là 2. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có là 2y. 2y trừ đi 2z. Đó, thì sẽ phải bằng 1, đúng không? 2y trừ đi 2z bằng 1. Cái z này chúng ta viết to hơn một chút này. Đó, thế việc còn lại là các em bấm máy tính. Còn trong trường hợp này thì nếu mà chúng ta không muốn bấm máy tính thì ta thấy là 18x lại bằng 2 thì chúng ta cũng suy ra được x luôn. Đấy, bằng 2 chia cho 18. Như vậy ta được x là 1 phần 9, đúng không? Đó, và chúng ta thế vào đây. Thế vị trí x này chúng ta suy ra z. Đó. Thì sau khi có z rồi thì chúng ta thế vào z vào đây và chúng ta cũng suy ra được y lớn. Thì có x, y lớn thì chúng ta thế ngược trở lại đây thì chúng ta sẽ ra mối liên hệ của x, y, z và t nhỏ nhé. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bấm trên máy tính này để chúng ta được x, y, z. Đó, x, y, z này bằng nhá. Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ nhập máy tính này, đúng không? LM9. Rồi chúng ta sẽ ấn hệ phương trình và chúng ta ấn ba ẩn. Ở đây hệ số chúng ta sẽ bằng 8 này, 0 này, trừ 1, 0. Tiếp theo chúng ta phương trình thứ hai là 18 này, 0 này, 0 này, đó, 2. Rồi, phương trình thứ ba là 0 này, 2 này, trừ 2 này, 1. Đó, như vậy chúng ta ấn bằng nhé. Các em thu được là x bằng 1 phần 9 này. Đấy, x bằng 1 phần 9. Ấn bằng tiếp thì y sẽ bằng là 25 phần 18. Và z lúc này sẽ bằng là 8 phần 9. Đó, như vậy chúng ta được x, y, z rồi. Thế bây giờ từ cái x, y, z này chúng ta sẽ thế vào cái phần đặt ở trên này để chúng ta sẽ suy ra cái mối liên hệ với x, y, z, t nhỏ. Nha. Ở đây chúng ta chỗ này là chúng ta có t này. Đấy. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra này. X trên t thì bằng 1 phần 9 nhé. Rồi tiếp theo, y trên t thì bằng là 25 phần 18. Và cuối cùng là z trên t thì sẽ phải bằng là 8 phần 9. Đó. Vậy từ đây thì chúng ta sẽ suy ra cái mối liên hệ ở đây này. 9x thì phải bằng t. Chúng ta dùng tích chéo nhé. 9 nhân x này thì phải bằng 1 nhân t. Đó. Bên này sẽ là 18 nhân y phải bằng 25 nhân t. 18 nhân y này bằng 25 nhân t. Rồi tiếp theo 9z thì sẽ phải bằng 8t. Đó. Như vậy từ đây chúng ta có được là cái mối liên hệ với t thôi. Đúng không? Thế thì ở đây chúng ta phải đi chọn cái giá trị làm thế nào để chúng ta thu được là x, y, z ấy. T là những cái giá trị là nguyên, đúng không? Nguyên dương nhưng mà lại phải là nhỏ nhất. Đấy, thế vậy ở đây thì chúng ta ví dụ như trong trường hợp này là 18t và chỗ này là 18y bằng 25t ấy. Thì chúng ta phải chọn cái giá trị t để chúng ta phải chia hết được cho 9 và chia hết cho 18 được. Không, vậy thì t ở đây nó phải nhỏ nhất ở đây là bao nhiêu để nó chia hết được cho cái 18 này. Bởi vì 25 thì chia cho 18 mà không chia được. Đúng không? Vậy thì t của chúng ta nhỏ nhất sẽ là bằng 18. Đó, như vậy từ đây chúng ta sẽ có này. Ta chọn nhá. Rồi, ta chọn bộ số này. Bộ số x, y, z, t. Nguyên dương nhỏ nhất. Đó, thì ở đây chú ý là cái để nó đạt được nguyên dương nhỏ nhất thì như cô nói là khi chúng ta đưa về cái dạng phương trình như thế này thì cái vế bên này là chúng ta sẽ phải lấy cái biểu thức bên này chia cho 9 thì ta được x, đúng không? Vậy cho nên là nếu chúng ta chọn giá trị của t thì cái t này nó phải chia hết cho 9. Đó mà t phải là nhỏ nhất. Vậy thì t nhỏ nhất chia hết cho 9 thì t phải là 9. Đó. Và bên này thì chúng ta có là 18y thì bằng 25t. Vậy thì cái 25t này nó phải chia hết cho 18 thì y nó mới là nguyên dương. Thế muốn chia hết cho 18 thì nhưng mà 25 này thì nó chỉ chia hết cho 5 thôi. Trong khi 18 này thì nó bằng 2 nhân 9 rồi. Đúng không? Do đó cái t này của chúng ta phải là 18 thì mới chia hết được cho 18. Đấy, vì vậy chúng ta kết hợp ba cái phương trình này lại thì chúng ta sẽ phải chọn t nhỏ nhất ở đây chính là 18. Như vậy ta có suy ra này, t là 18. Nếu như t là 18 á, thì chúng ta sẽ được là 9x bằng 18, cho nên x sẽ là 18 chia 2. Cho nên là x sẽ bằng 2. Và bên này chúng ta sẽ có 18 chia cho 18y thì y phải bằng 25. Đó, thì từ đây chúng ta có z nữa, t bằng 18. 18 mà chia cho 9 thì bằng 2 đúng không? Cho nên 8 nhân 2 chỗ này phải là 16. Như vậy z của chúng ta là bằng 16. Đó, vậy thì từ đây chúng ta kết luận rằng vậy vậy này, ta được phương trình cân bằng. Đó. Ta được phương trình cân bằng này. Đó, thì bây giờ chúng ta chú ý là cái cách đặt của chúng ta là chỗ này vị trí này là x đúng không? X ở đây bằng 2, do đó bây giờ chúng ta sẽ được là 2 này C8H18 cộng với chỗ này chúng ta đặt là y, như vậy là bây giờ y là 25 cho nên ta sẽ bằng là 25 O2
thì chúng ta sẽ thu được đó, vị trí này chúng ta đang đặt là Z. Z ở đây là bằng 16, cho nên chúng ta sẽ bằng là 16, 16 này CO2 cộng với này, ở vị trí này là H2O, này là T đúng không? Đó, T là 18, như vậy chúng ta sẽ cộng với 18 H2O. Đó. Thì đây chính là cái câu trả lời cho cái phần luyện tập số 1.